con Nam Ô Hãng đoạt giải ô xin, ngoan khỏe đẹp bền. Mẹ mẹ xem đi. Ôi cháu, khờ như hắn mà cũng đoạt giải, giải này giải nọ, rứa là giỏi quá. Ôi cháu, răng mà hắn không mở miệng để cả nhà mình mừng hả? Mà ngộ, hắn khỏe là đúng rồi. Hắn mà được xinh đẹp rồi, rồi sang trọng như con mà mừng nhảy lên như rửa. Dạ Khê à, Nam Ô tuy không phải là do mạ sinh ra, nhưng mà nó lớn lên cùng anh em mình từ nhỏ tới lớn ở đây. Cô đừng có ăn nói cay đắng như vậy, Nam Ô nghe được sẽ không vui đó. Mà từ bây giờ hẳn đoạt giải như rửa, hẳn lồng lên như con ngựa thượng tử, con chịu mô. Mà gì? Con không chịu thua hẳn mô. Nè, con đi mô rửa. Con đi đăng ký dự thi ô xin đi chứ. Cuộc thi đã diễn ra rồi, Nam Ô đã đoạt giải rồi. Bây giờ cô đi đăng ký thi với ai? Rồi thì em đăng ký cho năm tới, em dứt khoát là em phải đoạt được giải hoa hậu. Mà con mà làm được hoa hậu là có như anh Phiên và bao nhiêu đàn ông đứng sắp hàng, tha hồ cho con lựa chọn. Thôi, được rồi, bây giờ ngồi xuống đây. Nói chuyện cho nghe này, con không được trả lời, con phải lắng nghe mẹ nói, hiểu chưa? Cuộc thi ô xin á, người ta tổ chức hàng năm, đúng không? Năm ni xong rồi nè, thì sang năm tới á, người ta mới tổ chức nữa. Không phải như là lớp học anh văn, mà con muốn đăng ký khi mô cũng được, đúng chưa? Còn nữa, vì là cuộc thi dành cho ô xin, cho nên con á, phải là ô xin thì mới đăng ký được. Mà thấy như gì? Bây giờ á, con cứ ở nhà, con làm ô xin cho mà đi. Rồi sáng năm mà cấp chạy chứng nhận cho con. Hiểu chưa? Mà rửa con làm ô xin thì Nam Ô hằng làm cái chí? Làm cái chí à? Ừ, hằng làm ô xin cho con. Ô xin của ô xin. Hiểu chưa? Rửa đi con chiều. Rửa thì chiều. Trời ơi. Nè, đây là thằng Biển nè. Nó có hiếu dữ lắm. Từ ngoài quê vô đây á, tứ cố vô thân. Mỗi ngày á, cổng mẹ đi làm ô xin, lấy tiền trị bệnh cho mẹ. Thấy thương nó lắm. Phin cũng thương nó nữa. Hay là Nam Ô cho Phin gửi tiền để giúp mẹ con của Biển nha. Ồ, nó không lấy đâu. Hai mẹ con nó nghèo nhưng mà có lòng tự trọng. Còn đây nè, đây là con Muối nè, con của chị Củ Quyền đó. Con nhỏ này á, được đoạt giải á, là nhờ người ta nể mặt mẹ nó thôi, chứ nó là bí dữ lắm. Còn con nhỏ này là nhỏ nào mà đẹp quá vậy ta? Nhỏ nào vậy ta? Nhỏ này nè. Dễ thương hả? Ừ, dễ thương. Tôi đó, Nam Ô á, dễ thương à? Dễ thương. Nè, dễ thương mà thương có dễ đâu nghe. À, thương không có dễ là dê có thưởng á. Quỷ à? Ghét.